Mới đây, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ cải cách tiền lương để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 5, sau đó triển khai chế độ tiền lương mới. Hồ sơ cải cách tiền lương là cơ sở để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện lương cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở 1,8 triệu đồng nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức. Từ ngày 1 tháng 7, công chức loại A, ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương có mức lương cao nhất là 14,4 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 3,8 triệu đồng một tháng. Công chức loại B, ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, mức lương cao nhất là 7,3 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 3,3 triệu đồng một tháng. Công chức loại C, ngạch chuyên viên hoặc tương đương, mức lương cao nhất là 6,5 triệu đồng một tháng và thấp nhất là 2,4 triệu đồng một tháng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Liên ngành, thẩm định điều chỉnh, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai, theo phương thức đối tác công tư. Chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên hội đồng gồm lãnh đạo các bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Quốc phòng, Công an và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng Thẩm định Liên ngành. Trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cử tri huyện Bắc Mê đã có nhiều kiến nghị trung ương quan tâm đầu tư xây kè chống sạt lở dọc bờ sông Gâm, khu vực thị trấn Yên Phú, xây dựng mới bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp mở rộng mặt đường quốc lộ 34 và quốc lộ 280 đi qua địa bàn huyện, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Mê, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua. Một số cử tri kiến nghị Quốc hội điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội áp dụng đối với học sinh sinh viên ở vùng sâu vùng xa. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trực tiếp giải đáp, làm rõ thêm từng ý kiến các nhóm vấn đề của cử tri, đồng thời có ý kiến với Quốc hội để sớm tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng chí cũng thông tin thêm một số điểm mới sát thực tiễn, phát huy được hiệu quả sử dụng đất của luật đất đai năm 2024, tặng quà cho 45 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người có uy tín của huyện Bắc Mê.